Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp cỡ là 475.000 top cần có cái hiệu là BMA nha các bạn. Từ sàn Bitmax được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain các bạn. Hiện tại chương trình public video này còn 57 ngày nữa kết thúc nữa các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Các bạn mở trình duyệt ký trúc wallet mình ra nè bạn. Các bạn chọn mục đáp. Các bạn dán cái phần link các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Các bạn gỡ. Kèo này mình thấy khá là ok đấy các bạn. Rồi, thì các bạn có thể mua airdrop là min là 0.01 và max là 10 BNB nha các bạn. Thì các bạn mình khuyên hướng dẫn các bạn claim airdrop free thì các bạn bấm vào claim nè, bạn bấm vào kết nối. Các bạn lưu ý các bạn nhớ chọn mạng BB Smart Chain nha các bạn. Bạn sẽ tốn phí gas là 0.0007 của khoảng 0.2 đô chấp thuận. Kèo này mình thấy các bạn nào có dư giả thì bỏ 0.01 BB mua được 15 triệu token BMA này các bạn. Kèo này mình thấy khá là ngon nha các bạn. Ok, sau khi các bạn claim xong thì các bạn có link ghép, các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Đêm qua mình coi nó về chưa các bạn. Mình sẽ mua 0.01 các bạn ơi. Khoan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Mình qua trang BC scan mình kiểm tra nè các bạn. Coi nó về chưa các bạn. Ok, đã về 86 token. Có BMA. Mình đã về được 475.000 token nè các bạn. Con này tổng cung 36912. Hiện tại có trên 7.000 holder các bạn, khá là ngon luôn các bạn. Các bạn copy cuốn sách của nó nè các bạn. Rồi, các bạn mở trình duyệt ký trúc wallet mình ra, các bạn dán vào các bạn. Dán con chắc hợp đồng nó vào nè. Thì con chắc mình có để phần link mô tả với video cho các bạn đó. Các bạn mở ra nè. Ok, dự án này các bạn có thể mua video nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 475.000 token BMA đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.